bạn kiếm bạn xem all các số một cuộc chim riệp số chụp bóng phun tu sân kịch chuyện của phong tài tam đan tu sân à không cả thua sập bờ thua nơi ai miệt tụ bực thế đại phù vật phù tạ sầm bát chuyện prom tiền chuyện học phong đại bạn hai phù tạ bạn thua đầm na tài chuột lục dây đại miền chau pi ca tăng pi cầm nát mà ba chỉ bờ bọc của miền rừng rau cầm sọt yang tràn ba đã bay ở bóng phôn ban triệp nâng dồn tu sân à nơi sai chi vật bật bọc quát có xôn cổ rục chôn bóng phôn tặng ọc nê tạm đàn tu sân à chơi môi nâng phụ tạ chơi môi nâng phụ dương khá nhóm đối tỏ tư bạc bạc anh nhạc cổ rục chôn riệp xô tạ đào phục mai bóng phôn ông phụ mình lục dây lục ta tặng ọc nê bạc tư tì xa lanh chơi tì rộp an bạc tặng khăn tặng krau vô tê bạc ngày ní cứ nhóm bạc phụ tạ ban phơ đầm na mà đó bạc hẹt bầy vên và phùm của phùng xăng và đà lưu sô tha miên củ xa lục ôm và đà gọt cầm phùng ta miên chỉ phiệp khoa khát chỉ phiệp lòng bạc và hay gọt có miên châu và châu gào tha pi ca tăng pi cầm na đó ông phùng mình và hay chân giang nam mình ông phùng mình lục dây lực ta thì có khía và xôm gồm chơi ông phùng mình lục dây lực ta tới su pi chi viện pro vọt rừng ra sục tục đó là lục ôm từng ọc nia ta sục tục cọt pi chi viện pro vọt cọt hay rương chi vật vật bọc cọt giang na mình ôm phụ mình xôm đồng chơi tam đan tu sna bà sai chi vật vật chi mục nhom bạc từng ọc nia ba chim riệp xô ôm chim riệp xô hay ôm nhom đang đầm năng pi bong pro mà nè nó phum khang lơ nè hay có tha chi vẹo vật vọt lục ôm có phùng khoác khát và pi tol hay hình châm chào cùng pri chào pi ca tiết và chân ôm chi được bong ôm miền chung hội đài nhóm chung mua chò nuôn chà hay ôm chân mì dụ bà màn hai ôm màn hai tê hà chiêng hay hà mà hà chiêng á nữa hay cho lỡ chào con mình chung ai chào không brain sophi brain sophi hay có lịch miền ở dụ mà này dụ nó đọc năm hay hay có bị ca tăng vị năm nà khai nà quá tên tăng vị năm nà khai nà tê tăng vị tôi mong tăng vị tôi cả mau phim tăng tăng vị tôi mà hốt tăng bị tội mà là hô tua tập phần này nhom thai à xa vía tua tập phần năng nơi tập phần rơ vía miền tây na ruột kê tê ở trên lô cua ai lô bà hay là sọc đi phum đi cái hào sọc ấy phum ấy đai ôm phum của phung sưng phum của phung sưng cha sọc phải đặt khay phải quen bà hay chân lục ôm châm châu tăng pi cái hào tha pi ca tăng pi cầm nát mà hô nữa cha có cát máu ở bị cá chân là hốt đấy ông cá chân là hốt ru và cha bị cá chân là hốt tao mong kia hả ao khi ông giờ đặt cái anh quân phe bộ pha khi mà giờ tới tê và cha khi mà giờ tới tê nát chay tuột bay ắt liền miên si cho mui chay cho mui dây tới cho và mình giờ tới chậu tê khai kia mình ao mình đất mình đo đôi nhom nhom ăn giờ tới tê tuột bay nhom đại chỉ vứt còn nơi mía mình ai chơi chơi nhom ao chăm tư nhom ăn giờ tới tê cù nhom miên riêng đại đập lục spe cù nhom ăn miên ai tê qua ngày ni chư cắt sọc bay chư kê tha mơ thứ ấy không mơ pro ấy về chư hay về sọc chặt mơ này ngược mơ dương ở dương chui vía nhưng ăn cháo tê tụ bay ăn liền miên si cục nhom áo si đai lục cru ai lục bà lục cru mà ăn sọc thịt nhom trai on à nhom on à bàn đào chi được hiệp ở nhom bà chân hay khơi tha ôn gọt bị ca chẳng thấy bà mạ phụ quạt thân à miền bà ở miền tây mai chấm bà bà tôi cháu chân tôi mình toàn khơi một ở bị mạch tê nâng tê bị ca tăng thì cầm nào thấy bà đốt cháu tiệt cha nơi tập nhom hơi chỉ ta nâng rồi chấm tư chẳng ôm đôi chim mà đai ôn nhưng nó cha đôi chim mà đai câu nâng tê mà thay mà đai ôn là mình lên đây mà đại viên nâng nâng lục lu ăn toàn miền tây na toàn miền tây na cho con tây na lừ nó về từ mùi ra từ chút sặc vàng tiếc nó cào vậy từ chút sặc về kê nữa cha
ចឹងគាត់មានការងារទៅធ្វើនៅណាក្រៅអត់ទាន់មានទៅណាទេទៅខ្ញុំទៅវាលមានណានៅមើលវាអញ្ចឹងចាចឹងបាទហើយជីវភាពអ៊ំរងថ្ងៃយ៉ាងម៉េចដែរហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អត់អត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេខ្វះពេលទៅប្រដាក់អង្គគេគេដាក់ឲ្យទេគេដាក់ឲ្យទេមិនបានគេអត់ប្រដាក់ឲ្យអ៊ំថាយើងអត់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងហើយអ៊ំមានកូនចៅប្រហែលអ្នកចឹងកូនចៅខ្ញុំតែ3នាក់ទេ3នាក់ហើយ2នាក់ទៀតតាចឹង2នាក់ទៀតមួយទៀតទៅគោមួយទៀតទៅមើលគោចាហើយមួយទៀតមួយទៀតវាទៅមានប្រពន្ធទៅនៅខាងគេនោះហើយអូចឹងស្រីមិនផុសប្រហែលស្រីតែមួយស្រីតែមួយម៉ាក់អូនហ្នឹងចាបាទមានស្រីកូនណាច្រើនប្រុស2ស្រី1ចុះគ្រូសាអ៊ំធ្វើអីដែរគ្រូសាខ្ញុំធ្វើសំណង់គ្រូធ្វើសំណង់ណាចាធ្វើសំណង់ណាចឹងសិនអ្នកខ្វះខាតដែរចាអ្នកខ្វះខាតមានអីគេខ្វះជីវភាពលុយកាក់ឈឺវ៉ាន់នឹងសុខចិត្តទួតទៅប្រដាក់ឆ្នាំគេគេឲ្យដែរអញ្ចឹងចាទូតាតានឹងបើកលុយមកបានឹងសងគេយកទិញឆ្នាំឲ្យវាលេបនឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងការប៉ិតហ្មងខ្ញុំអត់មានចេះភូតចេះកុហកទេបាទចាហើយអ៊ំស្រីរងថ្ងៃគាត់ប្រកបកិច្ចការងារឲ្យដែរអ៊ំហ្នឹងថ្ងៃប្រកបកិច្ចការងារហ្នឹងជួងកាលខ្ញុំទៅគោកាត់អោសបាទព្រោះអោសមកលក់អញ្ចឹងចាយកអោសមកលក់កាលណាទិញទៅខ្ញុំលក់ទៅបាទព្រោះគេមិនទិញឈរទុកទៅឈរទុកចោលទៅចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅហ្មងមិនមានចេះវិជ្ជាទេលោកគ្រូបាទហើយអ៊ំទៅលក់ដោអើយើងកាប់អស់បានអញ្ចឹងយើងទៅលក់នៅក្នុងភូមិឬមួយយើងដើរលក់ហើយក៏មិនលក់ក្នុងភូមិអញ្ចឹងទៅគឺពេលនិយាយទៅបើគេទិញយើងឲ្យគេមកយកទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងចាអ្នកក្នុងភូមិគេជួយទិញអញ្ចឹងណាចាយើងពពាយនេះថាយើងមានអស់លក់យើងទៅចាមានអស់លក់ណាអញ្ចឹងឲ្យសក់ភូមិកំណើតរបស់អ៊ំគឺនៅទីហ្នឹងតែម្ដងចានៅហ្នឹងចាអត់មានទៅណាទេនៅហ្នឹងតែហ្មងហើយចុះពុកម្ដាយអីទៅពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយចាបាទហ្នឹងតែខ្ញុំហើយអ៊ំប្រុសអីគាត់សុកកំណើតនៅនឹងដែរចានៅនឹងបាទមានទៅស្រុកណាទេនៅស្រុកនឹងលោកគ្រូចុះបងប្អូនអ៊ំមានប្រមាណអ្នកបងប្អូនអ៊ំរបស់អ៊ំណាបងប្អូនខ្ញុំ4នាក់4នាក់ចាប៉ណ្ណោះមានប្តីប្រពន្ធអស់ហើយប្តីប្រពន្ធមានចៅមានអីមានរៀងខ្លួនអស់ហើយចាជីវភាពពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរជីវភាពគាត់ទាល់ក្រដែរហ្នឹងអញ្ចឹងចាទួនខ្សោយដែរហ្នឹងមានស្អីគាត់ប្របីប្របាក់ដូចតែខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយអស់អ៊ំឯងទៅរកដល់ណាទៅអស់ទៅទៅរកវាលលិចហ្នឹងលោកគ្រូវាលលិចហ្នឹងវាលនៅណាទៅវាលនៅណោអីមាត់បឹងវាច់ចោទៅដាំពូទៅដបងបន្តិចទៅដល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងព្រោះហើយយើងលីមកមកលីទូនចាជុំកាល់ទៅកាប់បានច្រើនទៅចៃទៅលេថងទៅដឹកអញ្ចឹងចាចៃទៅលេថងនេះទៅដឹកបានបានមកអស់ចាបានទឹកអស់ទូលីអីបើមិនងាយអស់ហ่าលោកគ្រូបាទចាខ្លាចលោកគេជួគេអីទៅយើងពិបាករើពិបាករស់យើងចែកលេខផងដាក់ទៅបាទនឹងខ្ញុំតំណើផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងតែ2ថ្ងៃវាឈឺក្តៅខ្លួនបានខ្លួនបានទៅអូនក្តៅខ្លួនហ៎ចាអត់តែក្តៅខ្លួនយំកោផ្លាយកមកយកគ្នាបានដេកទេគាត់គាត់ស្រែកឯងហើយក៏មិនស្រែកយំទៅហ្មងយំអុកក្បាលទឹកទឹកទឹកទោះតែខ្ញុំស្ទាបក្បាលហ្នឹងក្តៅក្បាលឲ្យប្តីខ្ញុំរត់ទៅទិញប៉ាអៀកស្ទាក់គេមកបាត់ឲ្យទៅស្ងប់ពេកទៅអញ្ចឹងចាប្របាក់ណាស់ហើយគាត់សូមមកទោះគាត់បាត់ដៃបាត់ជើងគាត់ដឹងណាស់អត់ដឹងទេទោះស៊ូស៊ូខ្ញុំស៊ូថាខ្លួនឯងឈឺអាចអីអឺហើយគាត់និយាយច្បាស់ហ៎និយាយអត់អត់ចេះនិយាយផងហ្នឹងអត់ចេះនិយាយទេចាអត់ចេះនិយាយទេគឺតែពីយំទៅឃ្លានបាយអញ្ចឹងឃើញស៊ីបាយស៊ីអីអញ្ចឹងទៅយំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសួរថ្ងៃញ៉ាំបាយអីអឺបាទលើកទៅបញ្ចុកទៅបាទខ្ញុំលើកបញ្ចុកហើយស្មោះហ្នឹងបានបាយទឹកហើយនៅចុះហើយហើយលោកគ្រូហើយហើយបាទបានហូបអីដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងអីបាទថ្ងៃហ្នឹងរើសក្រុមយកមកស្ងោអូបានក្រុមរើសទីស្រែចារើសពីបឹងពីបឹងអូពីបឹងចាបាទហើយចុះក្រុមនឹងបើសិនជាយើងរស់រើសយកមកលក់បានទេបានតើប៉ុន្តែគេអត់សូវទិញគេអត់សូវហូបគេថារបស់ស្ទៀកអូអាក្រុមនឹងអត់សូវគេហូបវិញចាអត់ស្ទៀកហូបនៅស្រុកខ្ញុំគាត់តែក្រុមហូបអត់ឃើញទេគេថារបស់ស្ទៀក
bỏ thịt chia cha bỏ thịt chia kẻ hiền hầu bên đó cha nó mua hai đấy ban kẻ hiền hầu ôm mình đằng này à crom nó chín ngay như ngọt nữa mà tốt chín ngay như ngọt nâng hai nhọn đằng đáy và chum ta su cái tay thả sợi hiền hầu bà bà hầu phải đang phải khai rịa lúc ấy trắng lắm cú bà cha bà chẳng sắp ngay tục lầm bạc bỏ ôm cha. Mơ khơi thà mơ cháu tô cầm prie ở cái hà thà bị ca nhìn nhòn thằng bị tô nhá hay dân ngọt ngay đi khổ rộp bậc phạc nghe cho đoàn nghệ phạc bậc và hay cho chia cái hà thà chia mình tô ở cái hà thà phân bằng ai cho lơ lục ôm prok rưu mơ gồm mạch nè ôm nó không cứu xa bà ôm bông phải tầng oan tầng phi nạp đây quân lắm bà cha về nạp ở đây rồi bán tư từ tình co hộp tư tình năm bán trái cục đồng ở về lếp về nạp về chư trăm ca lắm lếp đoạc này tư về nạp chư khăn mên tên thì thả dơ tập bẹt nhằm thả cho mọi miền lôi tê bà miền lôi dơ tập bẹt tê ở bộ mơ chua của chua tư bộ mơ chua tạm tầm nào về tư bà nên không chơi trăng chẳng thà mong và có khi mình hiên cho ta chạy đây lúc rưu chẳng chà, khai chư cả đau khuôn tới việc bạc nhông bà nên không phạp trăng mong bà ông thiên phung thầy cho cầu ngay cho chạy nam tới mình ở chạy đau nhưng mà cho tới tê ông mùa hai đấy bằng khai khai chư cả đau khuôn thơ bạc nhông ồ chung bạn cực chân khói và chân chạy bạc sang tới vì mình bạc bò lấy tê cả đau khuôn và giờ mình tích nên dừng thì chạy nam tới việc nhông chơi trăng mong đầm bay ấy đầm bay cà phê rồi tha lẹ sòng khu các ba cồn chanh cồn chia mấy cà phê chẳng nữa bảo một chặt ôi ăn được cò cà phê chẳng ngày trời còn đặt miếng ăn được cò cà phê tê chẳng nữa ông nhông khai thơ bạc nhông bộ ấy việc đại khuôn việc cọp na việc sợi dung mong sợi dơ sợi dơ sợi dơ bạc nhông năng hai trong ập thiên dơ thì chặt nhông gặp ông thiên phun trăng mong hay là hai ông thiên phun là cho lại tê ông việc thơ bạc ngày anh chăng bà chơi trăng mong bà đại khuôn bị ắt chết đôi kê bị ắt luôn thôi bị ắt chết đáp bà ắt chết đáp tê ở tầng vía thư bị ắt chết đáp thật cột anh cũng chung thư nơi nghiêm ắt chết đáp tê cứ tập sẽ giàu thằng mò chàng 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 mà không ắt giàu tới tê bà chàng ơi chàng mơ thái câu nâng tăng bị tôi mau lục ru ơi bạc nhom bạc cây na bạc bìp bàn trong tư quát có mặt tư bàn kê tư chỉ tư dung tam bạn đặt nhom ở tư tê nhom tha thái câu nâng ở việc bàn đo có đo trao tư ở việc thùng đo có đo trao tư chạm nhom kết cụ thơ bon tư tiết đo ở nơi nơi của bạc nhom pê đôi ốc nó một nung mùi từng mùi tư na có tư mùi trong tư tao lên kia của tơ một cao nó thay câu nâng là hốt tăng bị cao máu liêm thay là hốt mong lúc rùa lúc rùa nát ốc bật thông chỉ trực hiệp ở nhóm cá hộp chọc ấy lôi cả ấy phong tơ nhóm khóa khát cho nó nà ấy nhóm mơ thay viên nâng thay mên không biên đó thế nào nhóm sơ mô hãy để mình lụa bọm thôi sốc kết xì si mình chứng anh chọc về ở chạy ở đây si mình chạy dùng cứu vai cứu ở nát nhom chui nhom phong tư bà nhom thái xa câu này khmer là na đôi nhom tê chẳng bàn nhiệt mật cái thà khmer này na thái đôi ngày thế ông ơi anh chưa là anh giờ bao trao nhom thà tê nia miền chỉ vật trong ruộng nơi cho mùi dương đây là hai khi mình giờ tới tê tục ở cho tục ở kia lâu luôn lâu cho vui nhom bà cha chẳng mặc cho mình giờ tới tục chào tục riêng chỉ pray ấy tê khi mà nắp kia bà mai ru nâng hai khi mà nắp na bà nắp con nâng ngày ôm mà ngày nay cứ nhom máu ngày đằng đằng bị bong pro nó còn phùng đi và thà lục ôm có miền phiệp lòng ba ấy cùng ta chụp tục trình châm chai bị ca hay nhóm màu tí ni cực nhóm bàn phòng nòm thạm ca sắp rõ chôn khmai gọt rùn nâu giá đọt ảm rích đâm bấy đá thức bộ bần thơ chiên hay nâng chui ô bật thòm đó đó
អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតកំពុងតែជួបទុក្ខហើយគាត់នៅទីនោះគាត់ចង់បានបុណ្យចង់បានផលហើយគាត់បេះប្រមាត់បង្រាប់ពីកពួកគាត់បាទហើយគាត់ចែកម្លែកសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដើម្បីមកជួនលោកអ៊ំលោកពូមីងយាយតានៅឯមាតុភូមិយើងនេះកាលណាដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានខ្លះហើយបើសិនជាមានអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាគាត់មានសទ្ធាសិរថ្លាអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាគាត់ចង់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយគាត់ឧបត្ថម្ភមកលោកអ៊ំពួកខ្ញុំនឹងពំនាំមកម្សាទៀតដើម្បីយកមកឲ្យលោកអ៊ំបានដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានថវិកាបាទអ្នកមីងសេនឌីដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់ផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាមីងបាទបាទគោរពជំរាបសួរអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាម្សាទៀតបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទបន្ទាប់ពីអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបានសំដាប់នៅការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់លោកអ៊ំបាទអំបញ្ញមីងនេះអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាហើយខ្ញុំបាទប្រតាក៏មានការអនុតសោទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់លោកអ៊ំបាទដែលកំពុងតែមានទុក្ខមានលំបាកបាទហើយជាពិសេសនោះគាត់មានទុក្ខធ្ងន់នោះដោយសារចិញ្ចឹមចៅដែលគាត់ពិការគាត់ដើរមិនបានខ្វែងខ្វងជើងអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងហើយខ្ញុំបាទក៏មានការអាណិតទៅដល់ក្មួយប្រុសផងដែរដោយសារគាត់អត់បានចូលសាលាគាត់អត់បានទៅរៀនបាទដោយសារគាត់ពិការពិការហើយគាត់និយាយអត់សូវរួចបាទហើយស្ដាយបំផុតហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទៅរៀនទៅសូត្រអីទេអ៊ំពូមីងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអស់ពីលោកអ៊ំទៅបាទមិនដឹងថាគាត់ទៅជាយ៉ាងណាឯសុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណាទេអ៊ំពូមីងហើយលោកអ៊ំគាត់ក៏មិនមែនជាអ្នកមានគាត់មិនមែនជាអ្នកធូរធារអីដែរគាត់ថាគាត់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នឹងធ្វើសំណងបាទហើយគាត់គាត់ថាគាត់កាប់អុសបាទយកមកលក់បាទអ្នកសុខអ្នកភូមិជួយទិញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយរីឯកូនរបស់គាត់នឹងក៏មិនទាន់មានការងារធ្វើបាទហើយកូនគាត់មាន3នាក់បាទហើយម្ដាយអូននឹងក៏ប្ដីគាត់រត់ចោលអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទហើយកូនគាត់មាត់2នាក់ទៀតបាទប្រុសម្នាក់ក៏បានមានគ្រួសារទៅខាងប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហើយនៅម្នាក់ទៀតនៅផ្ទះអត់មានការងារធ្វើអីទេបាទគាត់ថាថ្ងៃនេះគ្រួសាររបស់គាត់គឺបានថវិកាដោយសារអ៊ំប្រុសគាត់ទៅធ្វើសំណងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ៊ំស្រីគាត់ទៅរកអស់បាទលីអស់លីអីយកមកទុកលក់អញ្ចឹងទៅបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានថវិកាពីអ្នកមីងសេនឌីដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានឧបត្ថម្ភមកតាមខ្ញុំដើម្បីដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកថវិកាគាត់ចំនួន $25ស្មើនឹង100,000ទុកឲ្យអ៊ំស្រីបានគាត់ណាដោះស្រាយជីវភាពដោះតលជីវភាពដោះស្រាយជីវភាពបានទិញបាទទិញជាអង្ករទិញជាម្ហូបអាហារធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យឆ្ងាញ់មួយពេលដែរបាទហើយថវិការបស់អ្នកមីងសេនឌីគឺខ្ញុំដកថវិកាគាត់$25ជូនទៅដល់លោកអ៊ំដើម្បីគាត់ដោះស្រាយជីវភាពអ៊ំណាចា៎អញ្ចឹងអ៊ំមានឯជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយក្មួយអ៊ំជូនពរលោកម្ចាស់លុយឲ្យលោកម្ចាស់លុយនឹងរើស៊ីមានបានឧបត្ថម្ភលុយឲ្យខ្ញុំនឹង100,000អើគាត់រស់ស៊ីមានបានជួយចម្រុងចម្រើនគាត់កុំឲ្យមានជំងឺសង្កាត់អីមកបៀតបៀនអស់ទៅលោកម្ចាស់លុយនឹងសុំតែក្តីសុខក្តីចម្រើនខ្ញុំមានជូនពរតែប៉ុណ្្នឹងទេសុំតែក្តីសុខក្តីចម្រើនបាទសាធុសាធុសាធុបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងសេនឌីបាទទទួលយកមគ្គផលដែលបានអ្នកមីងបានធ្វើបាទក្មួយបានធ្វើជូនអ្នកមីងនេះសូមអមោទនាកសោផលបុណ្យទាំងប្របាមានទៅដល់ក្រុមគ្រូសាអ្នកមីងកូនចៅបុត្រីបុត្រាកូនចៅរបស់អ្នកមីងទាំងអស់ផងហើយខ្ញុំបាទបន្តក៏សូមថ្លែងម្ដងអរគុណដល់គុណទៅដល់ក្រុមគ្រូសាអ្នកមីងបានជួយឧបត្ថម្ភបាទថវិកាមកតាមខ្ញុំដើម្បីដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទហើយខ្ញុំបាទបន្តក៏សូមជូនពរនិងបួងសួងទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនេះចូលបីបាច់ថែសាទៅដល់ក្រុមគ្រូសាបកតឲ្យសុខសប្បាយរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចជុំដោយទឹកអបពងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយជួបតែលាភជួបតែជ័យសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រូសាបងវាជាឆ្ងាយពីជំងឺកាច់ទាំងឡាយទាំងពងផងដែរជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសសប្បុរសជនទាំងអស់បាទ
tay tay phía thạc và ca mà tam nhóm đám bày thơ bà thơ bôn thơ tiên đi à một tờ nia có xo phọ bôn xma xma kìa bà hay chun po ôm phu mê lộng dạy ta bà sọc có phiếp lo thơ bà đá tích chất tích ngay chụp ta sạc đây sọc sạc đây sạc bà chụp ta bất tờ po tình lai bùn bà ca ai dụ văn nạ sọc khá bà lẹ gom bay click click lại phong đà bà chỉ trong cơ hội bà bà ta bà sân chìa miên bịa bạch cài bà ca nà đây mà xóm rôm xôm ôm phu mê lộng dạy ta đang ọc nia bà khăn tay nâng ở chia sài đó dòng nạ bông mai bông phôn phong bà xôm ọc con nâng xôm gồm lìa chân mình nghiệp lìa sân em nha chà chà tập bà sốc đây chân rơn tam lâu xôm ọc rơn bạn bóng phổn của bạn tạm đang tu sơn là nơi sai chỉ vượt bất ở bờ lục dây hay nâng trao đo cầm sát miên ca làm bạ dạ dạp nâng nông ca ru nơi nâng chi vượt hiệp đọc sát sau mình ao miên nơi ca ru nơi dạng sọc nông sọc ruột nâng nông chi vượt bọc quạt bạ cua ao miên ca nâng đã sâu cho chất tục đại mình tên pru ấy chỉ khám ai đôi khne bạ cua đó nông ca bóng pinh nơi sức đây là o chạy rầm lệ nơi sức đây sọc ở vầy đầy dương miên ta đọc bụ quạt bóng phổn tạng ọc ní bạ យល់ថានេះគឺជាសេចក្តីល្អក៏សូមជួយចុចឡាយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពុទ្ធបរិវត្តសម្បត្តិជូនព្រមទាំងជាងហុកផងដែរបាទព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដោយទឹកចិត្តមានការណិតអសូរយល់ថាជាខ្មែរកំពុងតែមានសេចក្តីទុកនេះទុកជាក្នុងការជួយហើយពុំមែនជាទឹកលុយទេគឺឲ្យតែយើងមានទឹកចិត្តយើងអាចជួយពួកគាត់បានហើយបាទដល់ទៅបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តដែលមានថវិកា តែទួចរួចដើរចែករំលែកបែបពីមាត់របស់ពីក៏ដើម្បីជួយនៅគាត់បាននៅសេចក្តីសុខខ្លះខ្លះជាអន្លើអន្លើផងដែរបាទហើយខ្ញុំមើលនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះគឺកំសត់ទុកវេទនាឲ្យអធមមែនតើបាទដោយសារខ្ញុំបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកពីអតីតកាលនៅជីវិតដ៏ល្វីងជូរចត់កាលនៅពីកុមារព្រមទាំងចម្រើនវ័យទៀតផងដែរបាទសូមបីតែកង់ឬក៏មហូបអាហារដើម្បីទទួលទានសម្លៀកបំពាក់ក៏គ្មាននៅគ្រប់គ្រាន់ដែរបាទគ្មាននៅឱកាសណាមួយដែលមាន សប្បុរសជនឬទឹកចិត្តមនុស្សដែលអាចជួយដែលអាចមើលឃើញនៅសក្តិទុករបស់ខ្ញុំព្រោះអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមានទឹកចិត្តដើម្បីជួយទៅដល់ពុទ្ធៈពុទ្ធសម្បត្តិជូនព្រមទាំងជាងហុកដើម្បីធ្វើនៅសប្បុរសធម៌នេះក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានរលូននិងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានធំទូលំទូលាយហើយឲ្យអំពី ការដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីខ្មែរខាញ់ខ្មែរដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមមានមតិយោបល់និងជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុននឹងជម្រាបលាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងជួបតែសេរីសួស្តីសុភមង្គលគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ